Trên cơ sở huy động xã hội hóa cũng như đóng góp của đoàn viên thanh niên cùng việc sử dụng các vật liệu tái chế, đoàn thanh niên phường Hà Khẩu đã đầu tư lắp đặt các dụng cụ vui chơi, tập thể dục thể thao cho nhà văn hóa khu 1. Khu vui chơi đã tạo điểm nhấn, trở thành không gian sinh hoạt hiệu quả đối với nhân dân, đặc biệt là các em nhỏ trên địa bàn. Có những trò chơi mới này, chúng con rất là vui, chúng con rất là thích. Chúng con sau giờ học, chúng con thường đến đây chơi. Chúng con cảm ơn các cô chú trong đoàn thanh niên đã trao tặng cho chúng con những trò chơi mới này ạ. Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của thành phố Hạ Long về nâng cao năng lực số, thành đoàn chỉ đạo các đơn vị đoàn cơ sở rà soát triển khai gắn mã QR code tại các điểm địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng, văn hóa nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, du khách và các em học sinh dễ dàng tìm hiểu về lịch sử hình thành, phát triển và những ý nghĩa giá trị của các địa danh này. Khu vực Khe Cả là cái nơi thành lập Đảng bộ huyện Hoành Bồ, nay là thành phố Hạ Long. Thế thì ở đây chúng tôi cũng đón rất là nhiều các cái đoàn khách đến tham quan cũng như là tổ chức các cái sự kiện của thành phố, đặc biệt là kỷ niệm ngày thành lập Đảng cũng như là các cái ngày tổ chức lễ kết nạp đảng viên rồi thì giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thì chúng tôi cũng đều tổ chức tại cái khu di tích này. Thế thì với cái mục đích ý nghĩa của cái cài đặt mã QR code này thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ hy vọng là rất là nhiều du khách sẽ biết đến Sơn Dương và đặc biệt là cái khu căn cứ cách mạng ở Sơn Dương. Lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh, tuổi trẻ Hạ Long đặt mục tiêu lắp dụng cụ vui chơi, thể thao cho 10 nhà văn hóa, vẽ 400 mét vuông tranh tường tại một số tuyến đường, gắn 40 biển mã QR code tại các điểm địa chỉ đỏ, khu di tích tâm linh, khu du lịch cộng đồng và hỗ trợ người dân tiểu thương tại các chợ gắn mã QR, thực hiện thanh toán không tiền mặt với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Đoàn phường Việt Hưng đã triển khai công trình vẽ tranh tường bích họa, địa điểm là trường trung học cơ sở Việt Hưng với tổng chiều dài là gần 200 mét vuông và các chủ đề về bức tranh là ca ngợi về Đảng, tuyên truyền đoàn thanh niên và tuyên truyền an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Qua công trình phần việc này thì chúng tôi với mong muốn là đóng góp phần công sức của đoàn viên thanh niên trên địa bàn đối với việc xây dựng cảnh quan đô thị sáng xanh sạch đẹp. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Hạ Long xác định mục tiêu xuyên suốt trong năm 2023 đó là nâng cao đời sống của nhân dân và chuyển đổi số. Thì chúng tôi có một loạt công trình phần việc từ các cơ sở đoàn phấn đấu từ giờ đến kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh. Có khoảng 100 công trình phần việc trên bàn thành phố Hạ Long, qua đó để nhân rộng mô hình thanh niên tiên phong, sáng tạo, xung kích trong việc xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, văn minh và hiện đại. Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, cống hiến vì cuộc sống cộng đồng bằng những công trình phần việc cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ thành phố Hạ Long đã và đang góp thêm nhiều nguồn lực quý báu cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.